Công trình gồm máy phát FM công suất 5 kW, anten cùng các thiết bị đồng bộ, thiết bị thu phát sóng cột anten cao 70 m, tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng do nguồn vốn của Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Sơn La đầu tư. Trạm phát sóng FM tại huyện Phú Yên đưa vào hoạt động sẽ phủ sóng một vùng gồm 11 huyện của 4 tỉnh là Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ và Hòa Bình. Điều này góp phần mở rộng vùng phủ sóng phát thanh đến với đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc, nhằm đảm bảo cung cấp cho mọi người dân các dịch vụ phát thanh đa dạng phong phú, đồng thời đáp ứng yêu cầu về thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng và nhà nước phát biểu tại lễ khánh thành ông nguyễn xuân huy phó tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam nhấn mạnh việc đưa vào sử dụng trạm phát sóng fm tại huyện phú yên là mục tiêu mở rộng vùng phủ sóng phát thanh của đài tiếng nói việt nam tăng cường vùng phủ sóng mạnh chất lượng cao ổn định liên tục nhất là các chương trình hệ phát thanh tiếng dân tộc của đài tiếng nói việt nam phục vụ nhân dân các dân tộc huyện phú yên nói riêng và các huyện lân cận được tiếp cận và nghe các chương trình bằng tiếng dân tộc của mình góp phần lớn trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân